tổ đầu tiên trong ngày hôm nay. Đâu, đúng phát, chỗ nào phát cho anh cái. Đây, đây. Đây là tổ đầu tiên nhá. Bồ mật khá là khủng. Đây. Cây thì bé, cành cũng rất bé. Đây. Cái khao ngứa. Đây. Đây. Đây, khao ngứa. Ra cành, ra tổ rất là bé. Dũng vào đâu rồi Dũng? Để từ đây. Chỉ hướng dẫn một phát mình biết ngay để sau mình khắc. Đây là tổ thứ hai. Đây là tổ thứ ba trong ngày của em. Đây. Máy ảnh của anh nét đấy nhỉ? Nét mờ mờ. Ảnh như của anh Tiến. Anh Tiến. Đây là tổ thứ ba đấy. Những cây sâu sâu này, hôm dưới lên khá cao, cây tổ rất là thoáng. Mặc đi guốc ở đây hay là xuống dưới gốc? Mọi người xem video nhớ cho mình một like, mua mật ong thì cho mình một đăng ký kênh, nếu đang phân vân thì cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn.